Xin chào các con đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Ở tiết học trước, các con đã được luyện đọc bài Chuyện bốn mùa. Và để biết được bốn cô nàng Xuân, Hạ, Thu, Đông đáng yêu như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài. Chuyện bốn mùa nhé. Đố các con, một năm của chúng ta có mấy mùa? Các con đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Một năm. Của chúng ta có bốn mùa. Như vậy bốn cô nàng trong câu chuyện của chúng ta tượng trưng cho bốn mùa, đó là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về từng mùa nhé. Chúng ta bắt đầu về mùa xuân trước. Theo lời của nàng Đông thì mùa xuân có gì hay? Theo lời của nàng Đông thì muôn về vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc. Các con có biết lý do tại sao mà khi xuân về vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc hay không? Đó là khi xuân về, thời tiết rất là ấm áp và có những cơn mưa xuân. Đây là điều kiện thời tiết rất là thuận lợi cho cây cối phát triển và đâm chồi nảy lộc. Như vậy mùa xuân còn gì hay nữa? Theo lời của bà đất thì mùa xuân làm cho cây lá tươi tốt. Các con có thấy rằng lời của nàng Đông và lời của bà đất khi nói về mùa xuân khá là giống nhau đúng không nào? Cả hai đều nói về những điểm hay, những điểm tốt của mùa xuân. Xuân đó là khi xuân về, cây lá tươi tốt và vườn cây đâm chồi nảy lộc. Vậy còn cô nàng tiếp theo, cô nàng mùa hạ thì như thế nào? Cô nàng mùa hạ có những điểm gì hay và thú vị? Theo lời của bà đất thì mùa hạ cho trái ngọt. Hoa thơm. Theo lời của nàng Xuân thì mùa hạ như thế nào? Theo lời của cô nàng Xuân thì mùa hạ học trò được nghỉ hè. Cô nghĩ rằng các con rất là thích điều này đúng không nào? Cô cũng rất thích điều này luôn. Sau những tháng ngày trên ghế nhà trường học tập, chúng ta được nghỉ hè, chúng ta được du lịch với gia đình và chúng ta được thoải mái vui chơi. Các con đã được tìm hiểu những điểm hay và tốt của cô nàng Xuân và Hạ rồi. Như vậy thì cô nàng thứ ba đó là cô nàng mùa thu như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp nào. Theo lời của nàng Hạ thì mùa thu có bưởi chín vàng, có những đêm trăng rằm rước đèn phá cổ. Các con biết không, bưởi rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Trong bưởi có rất là nhiều chất dinh dưỡng, bưởi tốt cho hệ tim mạch, tốt cho tiêu hóa. Và ngoài ra bưởi cũng là một loại thực phẩm giảm cân rất là hiệu quả luôn. Vậy mùa thu còn gì hay nữa nào?